Mời nhà trai. Hai, xin mời hai. Rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm? Mình đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn rồi vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ, là tốt đó. Dạ vâng, 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ, cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ, 3 4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. À. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không, đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳnh Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm, với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm vậy ta với, đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết hút thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người xung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục xung quanh bà sông quá trời luôn. Chứ anh thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến à. Thuốc mà có duyên đó. Thuốc mà có duyên đó. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kìm được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lân lân, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lân lân, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái. Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn à, nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán rồi cứ được, còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bài mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ dạ. Xô xuống sông. Lại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi anh. Em đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn, không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân để chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Ừ. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018, hiện nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi, hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, hả? Không có căng thẳng, không cãi nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước?
bà xã đi trước, bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó, là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai, mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau không, chứ. Đừng ông ơi. Là không. Dạ em chào anh. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mà là do duyên thôi, để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng đi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh Đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa thì lỗi thành gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao, biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh, để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây, ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy tính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, dạ. Đang tao nhận ra cái lỗi. Người ta biết võ vậy tao biết hát. Không em biết hát được không anh? Dạ dạ hát dạ, được hết chứ. Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Mình sao nè? Em thì cũng có khoảng 2 vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh. Thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay. Rút lui luôn. Dạ, rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ dạ. lúc mà mình còn trẻ. Dạ, nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên ấy thì em nghĩ lựa chọn cái gia đình, tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ, một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy. Biển Tình. Dạ. Mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Đó, bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được gì luôn, cũng tiếng hết. Gì cũng được. Dạ, à, tại dạ, em chào anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but... Oh, em ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7 thì đó là được chị. Được. Ok Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có một điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, người ta mê, ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tình? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ.
Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên, chỉ có thuốc lào thôi, bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tình. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi, không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí, rây rây. Không. Trời. Không mà không mập mập. Ốm ốm đó đúng không? Dạ, anh giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Rây rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay thôi, tóc thì không quan trọng, cứ dễ anh dễ nuôi là được rồi. Bên này rây quá không biết có dễ ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay Tình đi với ai? Nhà đi có một mình thôi. Một mình. Dạ. Hôm nay Nga đi với à, một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi mở rào. Ôi, chào Nga. Dạ, chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. À, xin đọc sách chút. Dạ, cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho nhiều anh. À, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Là rây dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ. Là cũng em kinh doanh cái gì về bên Việt? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm. Hãng, mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang đi cũng khá là nhiều đó. Dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy là bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok ok, anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ, mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao, hỏi lại. Anh xin lỗi anh chưa nghe. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Quan trọng là anh có đẻ được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Còn em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à. Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha. Bỏ được không? Nhắm bỏ được. Không, chưa ghiền đâu, mới hút được, là mới hứa, thử. Hứa là bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn. Nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm. Thích nhiều lắm. Thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm với hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Không phải làm cái gì không? Ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp. Dạ. Với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ hay không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đục là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đục là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? Bốn năm rồi, mỗi năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, ổn hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, thế nào hứa đi. Đây là em đâu có đẻ được. Không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, đứa con trai được, không quan trọng.
Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá, nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được, anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát không triển hướng đúng hướng. Hướng nó ngay giờ thì đúng đó. Là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè? Dạ. Nửa tháng em nữa. Em suy nghĩ đi anh. Anh mà anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết võ đúng không? Thì ra thử múa về được. Thử từ thứ nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không anh? Tại vì chân mặt quần này không đá được. Thử cái tới đâu không đá được. Tới đâu? Đó. Hít đất luôn coi. Đất hả? Ừ. Đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe quá. Good luôn nè. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ mà. Ủa kỳ vậy. Rồi đứa rồi, khỏe rồi. Được rồi. Khỏe rồi. Được rồi. Okay, rồi. Làm tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Được rồi. Được rồi. Ổn rồi. Ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ thấy cũng ổn ổn mà. Ổn không? Okay. Nhà to, sợ ma ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. Okay. Nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nó nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Còn la đây, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh tình giờ em hỏi nè. Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm anh, nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà luộc đúng không? Không, gà tái chanh. Gà tái đẹp chanh hả? Ừ, đó. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy, hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm, giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì... Dạ về thẳng nhà anh nấu cơm giùm anh. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha. Dạ. Quyết liệt. Cà cửa nước nôi, cơm nước em làm được hết. Tại em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi. Ở nhà ngoại nuôi. Ngoại chết rồi giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi 2 năm mấy nay em ở vậy em nuôi con. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Bé nhỏ được gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh, gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư. Thì em mới không chịu nổi được nữa thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai.
Rồi ngồi đi em trai. À, mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha, nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ sĩ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gọn là thắt tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn, với công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời thấy thương, giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời thấy thương vậy. Trời em vợ sao? Em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo dựng nhà, cửa nước nôi, về cơm nước em làm được hết. Tại em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè rồi mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Em còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được mà anh ơi. Cũng được luôn ha, mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi, thấy thương không? Thôi không được, mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình anh em. Em rể có thứ này biết em hết. Anh nói là anh công việc nhà nước thì anh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi anh về hưu á, thì muốn gì anh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái. Nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định. Và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi, chuyển sang giai đoạn 2 ung thư. Thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại. Thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó, em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con. Em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn. Nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết, chứ không phải là không biết. Nhưng mà ảnh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhỉ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Dạ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà, em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một đúng mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết chứ. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm
cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm pha trưởng lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cái ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng bằng ba đứa con thiếu nợ nữa, bằng em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15-16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu. Còn tiền cạo đêm 100-200 ngàn để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết 10 mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được, và lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? À, hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân á. Rồi, khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở gửi 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ chẳng học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ, em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để nấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên gì? Em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. À, thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con, nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai em trai? Em đi cùng mình anh ơi. À, tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em mà dễ em anh ơi, nếu người thương em 1, thương em 10, ví dụ em thương bạn gái em cũng thương con bạn gái giống như con của em ở nhà vậy. Em mới lo từ đi từ tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm, ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày, 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày, còn nếu ngày lễ hay Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi, qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em. Tự dạ. Tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? À, tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái, I love you, hai trái tim lồng vào nhau nữa, rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế, tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê anh ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại được 7 tuổi rồi, tới năm 11 tuổi tự lập rồi. Dạ. Và còn mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng cá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mần tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mần dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mà kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Yeah. Ông bà già chỉ có lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Yeah. 3 năm nay anh cũng không có về giữ. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Yeah. Nói chung thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mà tự lo. Đúng rồi.
Đợt dịch này anh cũng trên này bệnh hoạn nha, cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày, ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó, cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi, còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trưng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ bảy anh làm, sáng chiều thứ bảy anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ, yeah. Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ, yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hổm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh vậy không? Nói chung là vợ lo, mình thương, chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, nói chung anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em không có ràng mình buộc gì hết. Chỉ có một tháng về thăm con ngàn lần, nếu một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn cách đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai em anh ơi. Kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ cô đâu gái, có né em được. Gái. Đó. Rồi nắm giống như hai bạn đang lâu hai ngày. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi, anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi. Cho anh một cơ hội nào. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy, người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Hát quá à. Có hát tặng cô em gái bạn gì em hát không được anh ơi. Em mặn gì cũng giỏi, cho nấu chè, nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mày cạo, sáng không về em lo con đi học nha. Ừ, bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em. Đến với nhau mình làm cho nhau vui, hạnh phúc. Còn nếu mà cảm thấy mà không vui, không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy. Và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều. Tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3. Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con. Con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng như con của em thôi. Em nói chung con này cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa đo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ à. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng đó đi con. Nào, em gái em thấy sao? Dạ nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em,
Thứ ba nữa là chịu khó, còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi. Không ý kiến gì luôn. Cảm ơn em. Bây giờ thì mở rào cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Nhiệm vụ của em đó hả? Đem trái cây qua coi mắt coi làm sao? Đó. Thì có một số trái cây món quà quê, đây là những gì mà gia đình anh trồng. Dạ, em cảm ơn ạ. Làm. Dạ, em cảm ơn anh. Chính xác hơn là Hải trồng đó. Dạ, em cảm ơn. Người hay lo, hay suy nghĩ nhiều quá. Nên trong cái việc mà giống như một vấn đề nhỏ thôi mà em suy nghĩ rất là nhiều. Nên là thường trước khi ngủ là rất là khó ngủ. Có thể đó là cái khuyết điểm lớn nhất của em. Còn ưu điểm thì chắc là em là người giống như là có trách nhiệm với lời nói của mình. Tức là một khi mình nói hay là mình hứa với ai đó thì cố gắng thực hiện được cái lời nói đó của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì cũng vậy, làm thì rất là nhiệt tình, rất là rõ ràng. Thì cũng có biết một số tài lẻ, ví dụ như là ca hát đồ này nọ thì vẫn biết. Ca hát. Biết nấu ăn. Nấu ăn luôn. Dạ, có thể giúp cái người vợ tương lai của mình trong gia đình, ví dụ là san sẻ công việc với nhau. Quá tốt. Tài lẻ hát này kia, hát cho nó vui ha. Dạ. Hát hay không? Dạ, chắc chịu khó nghe hay. Chịu khó nghe hay. Bây giờ anh nghe thử coi nào, đoạn coi. Dạ thì thôi gấp vui thôi ha. Một đoạn được ha. Rồi. Thì nhái giọng em, không hát giọng của em nha. Rồi. Cái này tùy á. Không thì anh thì anh nghĩ là thật sự phải có niềm tin. Dạ. Phải có niềm tin. Thì thật sự thời gian là một cái vấn đề nó cũng mấu chốt, nhưng mà quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau. Dạ. Và phải hiểu nhau, có thời gian mới hiểu nhau được chứ. Anh nghĩ là đâu bao phút chắc cũng không nói chuyện được hết cái việc tình cảm đó, đúng không? Thì theo anh đó, anh xuống anh lên nhiều á thì gặp nhiều á thì nó mau, còn anh ở dưới hoài thì nó lâu, mà anh dưới luôn á thì nó trống luôn, hiểu không? Là do anh hết á, không anh đi Nhật anh biết rồi, ca lăng thế nào làm thế nào thì chắc dư sức rồi. Trời ơi, 10 năm yêu đương rồi còn có gì. Tình thứ hai với mối tình thứ ba chắc em cũng nghĩ là quan trọng nhất là em chưa lo được cho người ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có thể giống như chị Ngọc Lan nói là duyên và nợ, có duyên mà không có nợ á. Nhưng mà cái mà em nhận ra là em chưa lo cho người ta được, đúng không? Dạ. Cả hai mối tình đó luôn. Dạ. Đó, cái đó quan trọng nhất á. Bây giờ lo được cho người ta chưa? Dạ, nói chung là giàu thì em không lo được giàu, nhưng mà em tự tin là em có thể lo được hạnh phúc. Nhưng mà thật ra mình có người yêu hoặc có vợ, cái thật ra là mình phải lo cho vợ. Dạ, đúng. Hỏi dù vợ làm được, lo cho mình thì càng tốt. Dạ. Nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên ta là phải nghĩ phải lo cho vợ cái đó. Dạ, đúng. Mà em không lo được thì cái đó đúng là người phụ nữ họ rất là gọi là bất lợi ha. Dạ. Rồi, nhận được rồi, đó được rồi. Không lo cho được cho vợ, không lo được cho ai hết trơn. Bây giờ lo được rồi. Giờ lo được rồi, vậy thì mình có cái mong muốn về cái người bạn đời sắp tới của mình như thế nào không? Dạ thưa chị Ngọc Lan, thật sự thì mong muốn thì đó là một cái điều mong muốn, nhưng mà thật sự quan trọng là duyên nợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà em muốn được thì thật sự là em muốn người phụ nữ cứ của gia đình. Thử xem em. Dạ, người phụ nữ của gia đình, tức là biết chăm chút, biết yêu thương gia đình, rồi biết cái chuyện nội trợ trong gia đình. Chứ thật sự một cái ý tưởng anh đã nghe bạn nữ nói là biết chia sẻ giống như là giúp các chương trình thiện nguyện thì thật sự em cũng rất thích. Dạ, đúng rồi. Bên kia vừa hướng nội vừa hướng ngoại là thấy ngon lành rồi. Tàu quay mới có 3 số mà 4 cặp không bấm. Ok, rồi tiếp nha. Buồn quá. Hay cho do mình bữa nay mình bệnh ta. Ủa hết Toshiba là cái gì vậy? Vina KY Aquacillin đúng không? Aquacillin lăn cửa mùi không mùi, đến từ châu Âu hả? Đến từ châu Đốc. Đến từ châu Âu, thuộc tập đoàn dược phẩm Vinh Giao. Ok. Quay. Rồi. Quay thôi. Máy chạy. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Vị nó hơi lạc xíu ạ. Trong cái chuyện tình yêu á, thì nãy anh có nghe em chia sẻ. Dạ. Quan trọng nhất là cái chuyện chung thủy, đúng không? Dạ. Thì chung thủy nó thường nó gắn liền với niềm tin. Anh thì anh nghĩ như thế. Một khi mà tin á, tin tưởng nhau rồi thì cái việc chung thủy, mà đến từng tuổi này rồi, anh em mình với nhau lớn tuổi hết trơn rồi, thì cái việc mà ngoài xã hội bên ngoài anh nghĩ chắc nó không quan trọng bằng việc vợ con đâu. Đó anh suy nghĩ như vậy. Dạ.
Cô gái kia chưa yêu lần nào đó Hải. Em là 10 năm yêu đương rồi. Câu đó nói với tôi thì được lấy phù hợp lứa tuổi. Còn cái cô đó thì chưa yêu lần nào luôn đó. Hãy chia sẻ tình yêu với gỗ đó nha. Bây giờ hẹn hò ra là mình Hải sẽ hướng dẫn rồi đó. Mình đang ở Nhật lâu chưa? Dạ em đã từng đi du học Nhật Bản năm 2019. Năm đó em 29 tuổi. Em đi dạng du học thì em sống bên đó tầm khoảng 3 năm đến 3 năm rưỡi gì đó rồi em về quê. À. Từ khi mà em về xong á cái là bị dịch luôn á. Rồi ảnh hưởng công việc tới giờ thì ở Vĩnh Long luôn. Dạ em ở Vĩnh Long. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Giới thiệu cho mình. Dạ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và bạn anh trai bên kia ạ. Và lời sau cùng thì em xin chào quý vị khán giả đang có mặt ở chương trình của mình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thùy Liên. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống ở nhà trai. Đó. Dạ chào anh Quyền Linh. Dạ. Dạ chào. Dạ chào cô Ngọc Lan. Dạ chào Ngọc Lan. Dạ. Anh thấy sao? Giới thiệu là tôi anh rể của Hải. Dạ anh thứ ba. Thứ ba. Dạ. Anh thấy sao nhà gái? Thì qua cái lời trao đổi nãy giờ á thì thấy cũng dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Thì thấy cũng hiền, cũng xinh gái nữa. Hải muốn vợ chưa anh? Thì muốn chắc cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ba mẹ. Ba mẹ vợ. Ba mẹ vợ là sao? Cũng như trước đây thì cũng chưa có gấp lắm. Nói chung là về kinh tế thì nói chung là về vấn đề về tài chính thì em bản thân em thì em đã chuẩn bị rồi. Dạ, còn về tâm lý thì mình cũng đã đến tuổi trưởng thành và mình cũng đã em đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi ạ. Cho anh hỏi câu cuối cùng. Dạ. Ví dụ như một là cái người có thể là có tiền nhưng mà chưa mang đến hạnh phúc cho em. Hai là một người có thể là mang đến hạnh phúc cho em nhưng mà chưa chắc có tiền, chưa chắc giàu. Thì em sẽ chọn. Cái vấn đề này thì nếu mà mình hạnh phúc thì mình sẽ kiếm ra được tiền. Dạ, tại vì khi mà mình hai người đến với nhau á, và vấn đề là cùng chung chí hướng với nhau thì cái việc gì nó khó thì chúng ta cũng có thể vượt qua. Còn khi mà nếu như mà mình không có cùng một cái hướng với nhau á, cho dù có tiền đi chăng nữa thì cái vấn đề nó cũng không được giải quyết. Dạ. Rốt cuộc là chọn thứ hai. Dạ, đúng không? Dạ, em chọn thứ hai. Rồi, cảm ơn. Nhưng mà nếu như người có tiền mà vừa đem hạnh phúc cho mình nữa thì sao? Đâu lần đầu tiên anh không biết tình như thế nào, nắm tay không biết có lần đầu tiên là không, nhưng mà em nhắm mắt là nắm tay anh thử. Cái này em nắm tay anh thì em cảm nhận như thế nào thì em cứ nói thật. Nói thiệt là ở bàn tay anh thì có cái sự là ấm áp. Dạ, có thể là đã chọn hết bàn tay em nhưng mà cảm xúc thiệt là bây giờ cũng chưa có nắm được. Tại em cũng chưa. Người ta chưa hình dung được cảm xúc đó là cảm xúc gì đâu. Thật ra bây giờ là hỏi thẳng nè, thích không? Cầm tay như vậy tôi thích không? Dạ, thích. Đó. Thấy tôi cũng rất là dễ thương, biết chuyện nha. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ, thì nói chung là hồi trước thì có bạn theo đuổi nhưng mà em chưa có mối tình nào. Chị ta theo đuổi em không chịu hả? Dạ, tại vì lúc đó em đang học cấp 3 đó nên cảm thấy còn nhỏ và kiểu như là thôi đợi từ từ đi rồi khi nào hay kiểu như mình lớn thì suy nghĩ được á. Ừ. Dạ. Thì em có yêu đơn phương không em? Dạ em có cảm nắng một xíu thôi anh ơi. Mà sao không tới với người ta, không nói với người ta? Tại vì lúc đó thì gặp kiểu như đi học á thì cũng gặp nhau có một thời gian ngắn á. Nên chưa kịp nói, mà lúc đó em bị mất số điện thoại luôn. Giờ từ lúc mà mình hết học tới giờ là mình không có yêu ai hết luôn. Dạ. Không thích ai hết luôn. Dạ thì tại vì đi lúc mà đi làm thì môi trường làm việc của em thì cũng có gặp. Nhưng mà một số thì lại là có gia đình, một số thì lại là kiểu như là mấy bạn hơi nhỏ tuổi hơn một xíu. Đó là nói chung là duyên chưa tới. Dạ. Trong bọn em họ lạ lắm, có rất nhiều cô rất là xinh mà chưa bao giờ có biết yêu là gì. À, thậm chí có những người tới 55 năm tuổi vẫn chưa biết yêu là gì luôn, chưa bao giờ nắm tay người đàn ông luôn. Thì bởi vậy mới cần cái bạn rất là lạ luôn ha. Đó. Giờ nói sơ sơ hẹn hò đi. Đó, vậy một người kinh nghiệm 10 năm tình trường giờ nè, giờ mình hẹn hò rồi mình làm sao? Vĩnh Long với thành phố Hồ Chí Minh nó hẹn hò. Cô gái này người ta chưa yêu bao giờ, người ta cũng chưa hình dung ra được hẹn hò là như thế nào nữa đó.
Không, thật sự em nói với chị Lan với giống như là em chỉ nói chuyện bản thân em thôi. Tức là bây giờ nói một cái vấn đề ví dụ mà khi mình làm một cái cô gái khóc á, điều đó thật sự em không muốn. Tại vì em đã từng khóc rất nhiều. Ba mối tình thật sự em nói thì em trải qua như thế thôi, nhưng mà em khóc một mình đâu ai biết đâu. Nên là thật sự em sợ nhất là nước mắt phụ nữ. Bây giờ em chỉ muốn là cái người đó đi đến cuối cuộc đời với em thôi, chứ em không có muốn người phụ nữ khóc nữa. Thật sự em sợ. Hay, cái này cũng hay. Cái này rất chân thành, bạn chia sẻ rất chân thành chứ không có, chứ không phải là nói cho vui lòng ai đâu. Gặp là yêu, gặp là đương rồi để giúp đôi đồ này nọ để chuộc lại em. Chính xác. Em rất là rõ ràng thật sự. Người miền Tây có sao nói vậy người ơi đó ha. Rồi, bây giờ nè, mình có một chút cảm xúc vì với nhau nào đến đây. Em gái, người ta chưa yêu lần nào đó, chưa có một cái... Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Thép Vina K-Way, Thép Xây Dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép và nhãn hàng Lăn Khử Mùi Aquacilin, Lăn Khử Mùi Không Mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ Ngọc Lan, Phụ Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ kết nối hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Xin mời. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Với ba mẹ. Không, nhà chỉ có ba người thôi đó. Dạ. Thì đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà nhỏ là hai cuốn sách ạ. Đầu tiên là cuốn Hiểu Về Trái Tim, thì mong là anh em mình thì có cơ hội là để hiểu nhau nhiều hơn. Cuốn thứ hai là Lần Đầu Làm Cha Mẹ, thì nói chung là hy vọng là sau này chúng ta có một điểm chung là cùng nhau lần đầu làm cha mẹ của con mình ạ. Cảm ơn anh nhiều quá. Dạ, anh nữa anh ạ. Cuốn thứ hai, cuốn đầu cũng hay, cuốn thứ hai cũng hay đó nha. Hai, hai người ưu tiên cho em hỏi. Ở làm việc và ở Hồ Chí Minh ạ. Em là nhân viên hành chính ở của một công ty là về giáo dục dạy trực tuyến ạ. Hiện tại thì em đang sống cùng với chị gái. Nhà em thì đang ở, ba mẹ ở Tây Ninh, thì nhà có hai chị em gái thôi ạ. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 1 trong một công ty về giáo dục trực tuyến ạ. À, rồi, bạn Thùy Liên sinh năm 90, dạ, 93. 93. Rồi. Làm việc tại quận nhất ạ. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em thì nửa là hướng nội nửa hướng ngoại. Kiểu như là thích kiểu như là hơi chân thành á, với lại là kiểu em rất là thích giúp mọi người cái những cái việc gì mà trong khả năng của mình, và ví dụ như khi mà có điều kiện thì em sẽ ví dụ như hỗ trợ hoặc là đóng góp một tí cái tinh thần của mình vào trong cái việc thiện nguyện ạ. Cái ưu điểm của em nữa thì theo em nghĩ á, thì mình thì nào có nói thành lời quá. Xin phép cho em cho anh không được hát không? Dạ được. Hay là thật sự ví dụ em muốn yêu cầu một bài hát thì anh có thể, như tự nhiên bây giờ trong đầu anh hình dung ra một bài hát. Dạ. Không sao đâu anh, có gì hát sau cũng được. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta trở về vị trí các bạn. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của mình. Để tay vào nút bấm đi. Bên tay trái. Này, chị giúp cho. Nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động, hãy bấm ngay nút đó. Còn nếu chưa là kiểu như nhập tâm vào cái việc gì đó, thì đến khi mà tối về ngủ thì sẽ mơ thấy cái việc đó luôn. Dạ. Cái đó là ưu điểm hả ta? Ưu điểm là gì? Là việc đó là mình sẽ không quên được. Và mình phải cố gắng mình làm ra cái việc đó cho xong đi, rồi muốn quên cái gì thì quên ạ. Dạ, tại vì đôi lúc nhiều khi em cũng hay bị quên một xíu. Vậy là nó trách nhiệm á. Dạ. Trách, nhưng mà trách nhiệm quá, trách nhiệm nhiều quá. Dạ. Đúng không? Rồi khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm là em thì làm cái gì cũng hơi chậm một xíu. Như là chạy xe chậm nè, tại vì người ta thì có thể là chạy khoảng chừng 20 phút mà em phải chạy tới 30 phút được. Thì có cái sở thích nó hơi lạ một xíu là em có thể hơi đam mê ngủ một xíu ạ. Dạ. Mình đã vừa đam mê ngủ rồi mà mình vừa chạy xe chậm nữa. Rồi bữa nào mà mình ngủ quên một cái rồi làm sao? Dạ thì bữa đó ráng chạy bù lại.
ráng mà chạy được không? Dạ được. À. Tại vì lúc đó là tinh thần tập trung vô là cái việc là phải ráng chạy đúng. Nói thôi đừng ẩu quá nha em nha. Dạ. Vi phạm giao thông là nguy hiểm lắm. Dạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, trước tiên em xin nói về cái khuyết điểm của mình trước. Khuyết điểm của em là ủa ha. Dạ nếu gì được gì quá tốt. Mở luôn giữa trái cây luôn. Em có về làm vườn được không? Em Vĩnh Long làm vườn được không? Dạ, tại nhà em ba mẹ cũng làm nông mà. Ủa vậy, quê đâu? Dạ, nhà em ở Tây Ninh ạ. À, Tây Ninh. Nhưng mà không có trồng trái cây nhiều. Tây Ninh cũng trái mãng cầu là ngon lắm á nha em. Dạ, em không có trồng mãng cầu. Dạ, vậy chỉ trồng gì? Dạ, nhà trồng cao su với chuối. Thôi bổ sung vừa trồng mãng cầu vừa trồng cao su cũng được. Dạ. Rồi, à, em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ờ, dạ, bạn trai thì nói chung là cao trên 1m7. Khó. Dạ. Cao hơn. Không gia trưởng quá. Miền Tây thật ra ít gia trưởng lắm. Dạ. Miền Tây rất là dễ thương. Không có keo kiệt tính toán tự. Anh này sao keo kiệt được? Người miền Tây phóng khoáng lắm. Dạ, nói chung là nếu giúp được thì giúp. Trong đúng rồi, không bao giờ. Không có keo kiệt đâu. Dạ, với Ga Lăng và Trung Thủy ạ. Trung Thủy thì không biết nha. 9 năm tình trường thì không biết. À, gần 10 năm yêu đương rồi đó. Cái chuyện đó hồi tự em kiểm tra nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, chàng trai đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với anh rể thứ ba của em. Dạ. Đó, anh rể ha. Dạ, tốt hơn ạ. Hơn mẫu giường ngon lắm đó. Dạ. Không có giỡn đâu nha. Cái việc mà làm dâu anh sợ, ví dụ anh là con trai út trong nhà, cha mẹ thì cũng lớn, thì chắc nếu mà mình lên nên duyên nợ thì về sống chung với anh, lo cha mẹ với anh, lo công việc riêng thì mình sống độc lập đó. Thì em có thấy ngại cái quan điểm đó? Dạ không ạ. Thì em nói chung là mình cũng muốn, em cũng muốn là sống gần cha gần mẹ nhiều hơn. Tại vì nó có những cái tình cảm á, khi mà như em điển hình như em ở xa đi, nhiều khi mà mình muốn thể hiện cái tình cảm thì có cũng không thể hiện được hết. Nhiều khi chỉ có gọi điện qua lại thì nó cũng không thể hiện được hết những cái vấn đề mà mình muốn thể hiện. Rồi khoảng bao lâu, em hỏi đi, khoảng bao lâu thì bên nhà gái cho mình tiết tới? Cái này chưa biết anh Quyền Linh. Thì em hỏi với nó đi, hỏi người ta coi khoảng. Em nghĩ là cái thời gian vô quen nhau và tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân nó không bao lâu. Chào em gái. Mời ta giới thiệu về mình nào. Dạ, trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả, chào bạn nữ, chào tất cả khán giả ở đây. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thanh Hải, quê ở Vĩnh Long. Năm nay em 36 tuổi, tuổi con mèo, tuổi thật. Tuổi giấy thì năm nay mới có 34 tuổi thôi. Vâng, xin chúc tất cả buổi chiều vui vẻ. Xin mời nhà gái. Hải là quê Vĩnh Long, Hải làm công việc gì? Dạ, hiện tại công việc của em là dạy tiếng Nhật. Rồi bên cạnh đó rảnh các em có làm vườn thêm nữa. Dạy tiếng Nhật làm vườn nữa? Dạ. À, giỏi vậy ta. Ủa em học tiếng Nhật. Còn em thấy anh thế nào? Cảm ơn anh Quyền Linh đã hỏi giùm mình. Dạ. Em thấy anh đây thì chững chạc ạ. Có cái tài lẻ thì em thì không có được là ca hát hay cái gì hết. Nhưng mà có thể là bù qua sức lại, với lại là chắc nếu mà có mình có thể thì anh dạy em tiếng Nhật nha. Ok, sẵn sàng nếu mà có thời gian. Dạ. Cho anh hỏi này, ví dụ khi mà về cái chuyện mà hôn nhân là cái chuyện xa xôi đúng không? Thật sự thì mình không có biết trước được điều gì, nhưng mà mình có nghĩ, em có nghĩ là đủ sẵn sàng để lo cho một cái cuộc sống, cho một cái hạnh phúc. Mà chú Giang Tử là có cái chất giọng như thế này. Rồi còn nhớ giọng ai nữa không? Đó là vui thôi nhé. Một nhạc phẩm Tôi Là Tôi Gác Nào Tiếng của Quách Thành Danh. Trời ơi, tới Quách Thành Danh rồi. Rồi cơn mưa chiều nay xa đưa bóng tôi khuất xa dần, ngàn giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này, và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em nào biết trong mỗi trái tim chỉ còn một người, dù cuộc đời này lớn nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Và ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời, để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Rồi, ngày còn ai nữa? Thôi nhiều được anh đấy. Nhiều hả? Tài ghê chứ. Vui rồi. Có thể là hôm nay hơi khát nước hay là hơi hơi yếu xưa đúng không? Thôi vậy cũng vui rồi. Vậy là có vui rồi. Có lẽ gì được rồi.
mốt giận giận nhau giả giọng người khác là vui rồi. Giả giọng làm lành chứ không phải giả giọng để chửi người ta. Đó, nhà trai tôi có ưu điểm, khuyết điểm gì đó. Ưu điểm là vui không á, dễ thương mà. Nhà gái nhái giọng hay quá, nhái được cái giọng không phải giọng của em. Em nhái được mấy giọng em hát hết cho bên kia nghe coi. Phần một sáng tác của Trúc Phương, nhạc phẩm Kẻ ở miền xa. Tôi ở miền xa, trời cao đất lạ, nhiều đông lắm hà, nói tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới, đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời. Ai không? Dạ, dạ, Giang Tử ạ. À. Phải không? Không, cảm ơn chị đã khen em Giang Tử. Dạ, chào em. Trời ơi, sao mà giống giống Duy Khánh. Duy Khánh, Giang Tử, chú Duy Khánh. Thích là được. Người ta nói thích là nhất. Nhất đi. Rồi, em có hát một câu gì đó tặng cô em gái đi. Ừ, hát hai bài để hát nữa ha anh. Bây giờ hát giọng thật đi. Vì giọng thật của mình, không cần nhái gì. Rồi ok, nắm tay luôn ha. Đúng rồi, phải nắm. Trời, nắm ôm luôn cũng được. Nắm tay con gái thôi. Sao buông ra được. Em không biết hát bài gì nữa. Hát mọi người cùng vỗ tay với em đi hát. Không hát mình nghe cho mình gái nghe đi. Ở đây muốn em hát cho cô gái nghe chứ. Hát cho mọi người chi. Anh hát sâu được không? Sâu là sao? Ý là thôi hát cho mình em nghe thôi được à? Cải lương được không? Dạ bây giờ chắc cải lương hát không nổi. Kệ nó hát gì đó. Còn rất nhiều người như vậy. Không biết ai còn sót ai đăng ký luôn nha. Rồi chàng trai. Chàng trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thật ra thì em có 3 mối tình chính thức. Và mấy mối tình phụ thì chắc không. 3 mối tình chính thức và mối tình ấn tượng đầu tiên của em nhất. Đó là mối tình đầu tiên của em. Mấy năm? Dạ cũng khoảng 3 năm. Rồi mối tình thứ hai? Là hầu như là 3 mối tình em quen cũng khoảng tầm 9 năm. Trời ơi, gần 10 năm. 10 năm tình trường. Hết tuổi thanh xuân rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao 3 mối tình chia tay vậy? Lỗi với em hay lỗi người ta? Dạ, cái mối tình đầu tiên mà em ấn tượng nhất đó là do cái năm mà em đi Nhật đó anh. Cái cô ấy đòi muốn đưa em đi, tiễn em đi. Nhưng mà em cũng suy nghĩ được là cái cảm giác chia ly, một người ở đi, một người ở lại á, thì buồn thật sự, nên là em không có cho người ấy đi tiễn em lên sân bay. Đi đi luôn. Rồi từ đó đi thì về sau qua bển thì bên Nhật thì cuộc sống mới, môi trường mới, áp lực của em nhiều quá, nên là hai bên ít có liên hệ với nhau á. Chia tay. Dạ. Mối tình thứ hai sao chia tay? Đó, hai người. Hơi rung mà. Hơi rung đúng không? Dạ. Chưa lần nào mà người này yêu vừa rồi. Dạ. Thành ra là nó cũng có thể chai sạn chút xíu rồi. Nhưng gặp gần một cô gái chưa bao giờ yêu, một cô gái trong veo như thế. Em nói gì đi, cảm xúc em với người đối diện thế nào? Lạnh. Hả? Cái tay của bạn ấy lạnh quá. Lạnh bằng ấy rung đó. Còn em nói đi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về cô gái đứng trước mặt mình? Không, bây giờ anh nắm tay em thì bây giờ ba mẹ vợ thì lớn tuổi quá rồi, mà Hải là cái người Úc trong gia đình đó. Anh chị giờ ai cũng gia đình hết rồi, giống như ai cũng lo cho Hải. Nghĩa là giờ ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 70. 70 là ở với lại Hải thôi. Dạ. Không ai nữa hết đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là phải về làm dâu đó, mà quản lý hơn mẫu vườn luôn đó. Bây giờ tất cả loại trái cây luôn á. Cũng được anh, thật ra là thấy được đó. Về đó chăm sóc, nhưng mà mình ở huyện nào? Dạ ở huyện Bình Tân. Hồi trước đây là Bình Minh đó, rồi sau này mới tách ra huyện mới là Bình Tân. À, tức là ngay gần cầu Cần Thơ đúng không? Dạ đúng rồi, cầu Cần Thơ lên độ khoảng... Ở cách xa nhau đó, theo Hải thì hẹn hò sao mình ra đó. Điều kiện thử coi sao? Em có ngại khi là anh ở xa quá rồi em ở đây công việc, ví dụ mà mình nên duyên nên nợ thì em có về Vĩnh Long để làm giàu, thì em công việc của em có ảnh hưởng như thế nào, em có suy nghĩ vấn đề đó? Dạ thì chắc tới đó nếu mà như vậy thì em sẽ chuyển đổi công việc thôi, tại vì em cũng sống xa nhà từ 15 tuổi rồi nên cũng không có vấn đề gì ạ. Thường thì ở dưới quê của anh thì cái khi mà em về đó thì làm chắc công việc mình để chuyển đổi thì nó hơi khó. Tại vì nó nằm ở mặt tiền, nhưng mà cái công việc của em hình như là anh nghĩ nó khá là phát triển. Khi về quê anh thì chắc nó hơi khó, chắc chịu khó làm dâu nhiều hơn nha. Dạ. Rồi em có câu hỏi gì hỏi anh à? Anh thấy em thế nào?
Nói chung là em là anh nói thật cảm nhận thì tướng tá hình hài của em thì rất là tươi, rất là xinh gái. Đó nói thật. Nói thiệt em mới đầu cũng chưa biết hỏi gì, anh hỏi mình cảm nhận về nhau đi. Đó, ba mươi mấy tuổi mình mới gặp đối phương này đó. Cảm nhận sao? Em suy nghĩ như thế nào về cái việc làm dâu? Dạ thì đối với em thì cũng con gái thì đi lấy chồng thì cũng có thể làm dâu được ạ. Cũng không có vấn đề gì lắm ạ. Thì công việc gia đình san sẻ đâu này nọ trong gia đình em có thể san sẻ được không? Dạ được. Nhưng mà em làm hơi chậm nha. Cái gì em nói chung là về nấu ăn thì có thể là tạm chấp nhận thôi, lâu lâu nó hơi dở một xí, nhưng mà em vẫn có thể nấu được, mà nó sẽ hơi chậm. Thay vì người ta là có thể là người ta nấu trong vòng một tiếng thì cho em thêm 30 phút nữa nha. Nấu tiếng rưỡi nó khét đó. Dạ chưa nấu ăn được cái là chưa khét, nhưng mà rồi ngay Tâm Bình đi qua đúng không? Rồi sát giáp lên Cần Thơ luôn. Cảm ơn anh. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái ạ. Chị gái, mời chị gái. Em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Ngọc Lan. Em là chị gái của Linh. Thì hôm nay thì em thấy cái anh trai đến đây thì cũng là khá chín chắn, lớn tuổi, biết suy nghĩ, nên là thôi để mọi người, để hai bạn đã tự quyết định với nhau. Em thì không tham gia. Rồi, cảm ơn em.